Xin chào cháu Hà Sam. Cháu chào ông ạ. Cháu đi đâu đấy? Cháu đang định sang nhà bạn chơi, có việc gì không hả ông? Cháu có biết ông là ai không? Ông là... anh gấu đỏ đấy. Anh gấu đỏ. Ôi trời ơi, may quá anh ơi. Bây giờ anh vẫn có 15 tuổi thôi. Hồi nãy em nhìn thấy anh ấy, em tưởng anh ấy là cụ 80 tuổi rồi cơ. Em sợ quá anh ạ. Nope. Anh vẫn còn trẻ và đẹp trai lắm các bạn ơi. Và ngày hôm nay chúng ta đang ở tuổi 15. Em hãy xem tuổi 15 anh đẹp trai phong độ như thế nào. Trời ơi. Ở ngoài anh mặc một cái áo màu đen này. Ở trong mặc một cái áo màu... hồng. Rồi, quần màu đen, tất màu trắng. Cơ bản là hơi nhiều màu mè. Rồi, đó, buổi tối hôm nay thì anh đang ngủ. Ủa anh ơi, anh bị mộng du hả anh ơi? Đâu? Tối thế này tự nhiên anh lại bật dậy như thế này. Có thể anh ấy mộng du các bạn ạ. Mắt anh đang mở thế này không phải mộng du đâu mà anh đi vệ sinh. Không phải, ở đây này, ở dưới này này. Có hai sự lựa chọn cho anh. Bây giờ là 4 giờ sáng rồi. Một là anh đi đến trường, hai là anh sẽ trốn học. 4 giờ sáng à? Nếu mà 4 giờ sáng đến trường học thì làm gì có ai đúng không các bạn? Nhưng mà trường của anh cách 100 cây số. 100 cây à? Thế thì hôm nay anh phải đến trường dậy ăn cơm, đánh răng rửa mặt ăn cơm xong còn đi học. Rồi hôm nay anh đang ở trường học này Hà Sam ơi. Hello, xin chào các em. Thầy là thầy giáo viên. Thầy chưa kịp nói hết mà ở cửa có ai kia. Ôi trời ơi, anh có đỏ đi học muộn. Hôm nay anh đã đi từ 4 giờ sáng mà vẫn muộn các bạn ạ. Nhưng mà em yên tâm, thầy giáo của anh vui tính lắm, thầy không phạt đâu. Đúng rồi. Đấy là anh nói thế thôi chứ còn đi học muộn là thầy cũng phạt đấy. Rồi bây giờ là anh đang ở độ tuổi bao nhiêu ơi? Chạy vòng. Ôi 15. Ôi thế tại sao tự dưng lại quay một vòng lại đến độ tuổi 15 nhỉ? Ôi anh ơi, thế là anh chọn sai rồi anh ạ. Thế phải chọn lại đúng không các bạn? Rồi lại bắt đầu ngủ này các bạn ơi. Rồi thế thì hôm nay là phải trốn học các bạn. Bởi vì 4 giờ sáng chắc là ai chưa đi học đến giờ đấy đâu. Đúng rồi. Thế nên là anh không phải là trốn học mà mình sẽ chưa đến trường vào lúc này các bạn ạ. Phải 6 giờ mới đi học đúng không các bạn? Đúng rồi. Nhưng không ai đi học nửa đêm với các bạn ạ. Đúng rồi, anh nhớ nhầm Hà Sam ạ. Ôi trời ơi, mày đẹp quá Hà Sam ơi. Không phải trốn học mà hôm nay anh được nghỉ học, hôm nay là chủ nhật Hà Sam ạ. Thế nên là anh đang hẹn các bạn của anh ở công viên để ra đi chơi. Chứ còn bình thường là không được trốn học đâu các bạn. Trốn học là bị học kém là thầy giáo rồi bố mẹ mắng ấy, đúng không Hà Sam? Đúng rồi đấy. Rồi hôm nay bọn anh đang rủ ra đây để dã ngoại, đang chạy bộ lên núi để xem là hòn núi lửa hôm nay nó có hoạt động không. Chạy bộ hẳn lên núi các bạn ạ. Lần đầu tiên mà mình thấy một nhóm bạn rất là đoàn kết với nhau, rủ nhau dậy từ 4 giờ sáng rồi chạy bộ lên hòn núi lửa các bạn nhé. Để chúng mình còn thể dục, sức khỏe. Ôi chạy thể dục một cái bây giờ mình đã lên 16 tuổi. Thế nhanh không Hà Sam? Quá nhanh luôn anh ạ. 16 tuổi anh vẫn mặc bộ quần áo đấy. Anh ơi, có tiếng chim hót líu lo. Anh với các bạn anh ở đây một năm rồi hả anh? Em thấy lạ không? Chạy từ 15 tuổi lên 16 tuổi mới lên núi. Ui mấy bạn anh là đi đâu đây? Làm gì đây? À, mấy bạn anh rủ nhau đi tắm hồ. Ui, nhưng mà rất là nguy hiểm đấy các bạn ạ. Không được tự ý rủ nhau đi tắm hồ như thế này đâu. Rồi bây giờ là có nhảy xuống hồ để tắm hay không hoặc là không nhảy? Tất nhiên là anh không nhảy rồi. Nhảy nguy hiểm lắm các bạn ạ. Tuyệt đối không được tự ý ra sông hồ ao suối để tắm đâu. Rồi anh đi về mặc kệ cho các bạn anh luôn. Cứu mình với gấu đỏ ơi. Đấy lúc nãy gấu đỏ bảo đừng có nhảy xuống đây tắm mà mọi người cứ nhảy xuống. Bây giờ chả biết làm thế nào. Mà mình về là mình không phải bỏ các bạn ở đây đâu. Mình phải về thông báo với người lớn để có gì người lớn còn ra can thiệp kịp thời. Rồi bây giờ tiếp tục gấu đỏ đang đến tuổi 17. Vâng, từ 15 tuổi đến 17 tuổi gấu đỏ vẫn chỉ mặc trên người một bộ quần áo như vậy thôi. Vì cơ bản là hồi đấy gấu đỏ hơi còi, mấy năm không thay quần áo lần nào các bạn ạ. Tiếp theo nào. Nếu rồi. Mà không thay thì chắc có mùi lắm các bạn ơi. Rồi bây giờ anh đang ngồi chơi game. Đúng rồi. Đây là mẹ anh. Mẹ, gấu đỏ chơi game ít thôi nha. Nếu không ấy là anh con khắc được một cái trận đoàn đó con ơi. Mà mẹ rút cái dây điện luôn. Mẹ ơi, con đang chơi game mà sao mẹ lại rút dây của con? Bây giờ là anh sẽ chọn là một là ôm, hai là không quan tâm. Thôi anh ơi, bây giờ anh đã làm sai rồi. Anh phải ôm mẹ thì mới an ủi được mẹ chứ đúng không? Ôm luôn. Ôi mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi. Con dẹp ra đi. Mẹ mày cắt mạng luôn.
sừng trâu của anh đấy là bị bẻ gãy máy chơi game. Tại vì ham chơi game quá. Nhưng mà anh biết lỗi rồi mà, đúng không các bạn? Ê ê ê, anh ngôi sao luôn. Bây giờ anh mới thay đổi quần áo này Hà Sam ơi. Anh tàn hình luôn. Chuẩn bị con màn lột xác. Nhìn xem, một anh chàng mặc áo phông trắng, quần bò xanh, đeo đôi giày nâu và một mái tóc rất là Michael Jackson. Anh ơi, cái chọi tóc của anh mà tự dưng là thế nào mà tự dưng bên này nó bị trụi và bên này nó lại tốt thế anh? Lúc hay đấy là... Hay là anh bị đi chăn bò xong bị bò nó gặm một bên này rồi? Nói linh tinh rồi đúng không các bạn? Bò nào gặm được mái tóc đẹp như thế này? Các bạn nhìn thấy lãng tử chưa? Ai vút tóc dài như này. Ôi trời ơi, em thử tưởng tượng xem, nếu như bây giờ anh Gấu Đỏ để quả tóc như thế thì liệu có bao nhiêu cô gái ở ngoài kia xin chết vì anh không? Em nghĩ ra rồi, nếu bây giờ anh Gấu Đỏ vẫn để một cái kiểu tóc như thế chắc chắn sẽ gia nhập hội cái bang. cái bang thì đi ăn xin à? Đúng rồi chứ còn gì nữa. Này anh ơi, tầm này tuổi của anh ấy, có rất nhiều cái sự lựa chọn ở phía trước kìa. Nên là anh nhớ là phải chọn cái con đường nào ấy mà nó đàng hoàng một tí, là người tốt một tí anh nhá. Đúng rồi, thì em nghĩ anh là người xấu à? Anh sẽ đi con đường thẳng tắp, 21 tuổi thẳng tắp luôn. Rồi bây giờ là anh đang ngồi buồn sầu ở trong lòng, cầm cái điện thoại có các đoạn tin nhắn gửi lời mời kết bạn anh ạ. Úi dồi ôi, hóa ra đây là một vòng tròn bạn bè các bạn ơi. Bạn đầu tiên có tên là gì đây nhỉ? Michele. Michele. Nhưng mà bạn này là bạn anh mà. Tìm luôn. 22 tuổi anh ạ. Chắc chắn rồi. 21 tuổi rồi. Đấy, anh cứ thẳng đường anh đi thôi à Sam ơi. Rồi, để xem là 21 tuổi anh sẽ làm gì. Rồi. Wow, anh cùng với lại đây là bạn của anh, bạn thân của anh nè. Ôi đi, đây là khu vui chơi các bạn ơi. Rồi, khu vui chơi. Rồi, bạn anh nhìn thấy cái gì kia? Ê, Gấu Đỏ ơi, Gấu Đỏ ơi, nhìn kìa. Wow, mình thích vào đấy. Nhưng mà bạn ơi, mình không có tiền. Không có tiền thì bây giờ đi chơi kiểu gì à các bạn ơi? Tại vì hôm nay Gấu Đỏ mới xin được mẹ có 10.000 ăn xôi sáng rồi các bạn ạ. Anh ơi, anh 21 tuổi rồi mà anh vẫn còn xin tiền mẹ anh hả? Anh vẫn làm à? Anh đi học chưa kiếm được tiền, anh đang học đại học. Và hôm nay bạn này đang muốn mua một cái nhẫn 100 đô và một cái nhẫn 20.000 đô. Ôi, 20.000 đô là bao nhiêu anh nhỉ? Ôi, 20.000 đô chắc là phải mấy trăm tỷ anh à? Nhiều lắm. Nhưng mà cuộc đời anh thì cũng chưa bao giờ được mua nhẫn đắt như thế này. Đây chỉ có trong game thôi. Hay là anh cứ thử mua xem sao à Sam nhỉ? Mua đi xem nào. Rồi anh sẽ ở đây làm bảo vệ trông cho người ta các bạn ạ. Anh ơi, bạn ấy giận anh luôn bởi vì đi mong cầm thế à các bạn ơi. Anh đồng ý mua nhẫn nhưng mà anh lại đồng ý mua nhẫn 100 đô thôi nên là bạn ấy giận. Còn mua nhẫn 20.000 đô thì anh không có tiền. Wow, ăn luôn cục kim cương ấy. Rồi, một viên kim cương. 22 tuổi. Vẫn mái tóc đấy, vẫn quần áo đấy các bạn ơi. Mình đang đứng ở đâu đây? Ai tay lại cầm điện thoại nhắn tin. Alo, mình là Gấu Đỏ đây. Ui, bạn. Wow, ui dồi ôi, bạn gái anh nhắn tin đấy anh ạ. Cái gì nhỉ? Mình sẽ hỏi là bạn ấy có khỏe không? How are you? Rồi, bạn ấy dỗi anh rồi nên là bạn ấy không thèm trả lời anh luôn. Bây giờ anh phải làm thế nào để nói bạn ấy để bạn ấy trả lời anh đi? Được rồi, thế để anh nhắn cho bạn ấy một tin nữa. Ui dồi ôi, bạn ấy, bạn trả lời tôi đi. Nói chuyện với tôi đi mà. Ấy, bạn trả lời rồi anh ơi. Bạn ấy không đồng ý hiểu. Thế thì anh phải tìm cách khắc phục. Chán quá. Anh làm cái gì thế? Bạn ấy không muốn nói chuyện với anh nên là anh cầm cái điện thoại anh ném đi. Nhưng mà như thế này là không được đâu. Anh ơi, cái hồi đấy anh cũng dại ghê ấy. Người ta gọi là trẻ trâu. Nếu mà đáng lẽ cái lúc đấy anh vứt thì anh cũng phải chọn cái chỗ nào nó êm nó mềm mềm để nó vứt vào thì điện thoại nó mới không hỏng. Mai mình thấy tiếc quá mình ra mình nhặt thì điện thoại nó còn nguyên. Chứ chẳng may anh lại ném phi thúng đường như thế thì mai ra thì chỉ còn đống sắt vụn thôi anh ạ. Mà nhẽ ra anh không nên vứt như thế. Phí anh gọi ngay cho Hà Sam luôn đúng không các bạn? Bây giờ anh đang rất buồn bã.
anh đang không biết mình phải đi về đâu, lạc hết phương hướng rồi. Anh sẽ chọn là bây giờ anh sẽ nhảy điên cuồng. Hai là anh sẽ chọn trang điểm để trở thành một con người thật đẹp trai, để bạn ấy nhìn thấy mà bạn ấy phải sáng mắt ra và bạn ấy quyết định phải nói chuyện với anh. Tức là anh sẽ trang điểm giống một cô gái luôn. Không, anh trang điểm cho giống một chàng trai đẹp trai như trai Hàn Quốc ấy. Anh là trai Hàn Quốc nhưng mà giao diện lại là người Việt Nam. Đó được rồi, anh sẽ chọn trang điểm xem. Đây rồi, em xem anh trang điểm này. Rồi, anh nhìn. Anh đã nhặt lại điện thoại. Quý. Rồi, làm gì đây? Anh trang điểm cái gì đây? Alo, nhân viên trang điểm à, đến trang điểm cho tôi nhá. Ủa, cái điện thoại mà bật cái điện thoại này có 500 hay sao mà em thấy tay anh nó lơ lửng mà cái điện thoại nó lại dính vào tay của anh. 23 tuổi. Rồi, úi trời ơi, bạn của anh đấy à, sao mà em xinh gái quá. Wow. Úi anh ơi, đại gia. Anh ơi, hình như bạn trai của mới của bạn đấy đấy. Anh thất tình rồi. Ý rồi ôi, bây giờ là một là anh sẽ chọn là khóc. Hai là sẽ tìm một công việc. Tất nhiên là anh sẽ tìm một công việc để mình có thể làm việc và kiếm được tiền. Có như vậy cô ấy sẽ quay trở lại. Rồi. Anh cố gắng lên, đứng dậy vươn vai. Buồn bã. Không có gì phải buồn cả. Rồi, đấy, anh đến 25 tuổi luôn. Ủa nhanh thế hả anh? Vượt qua 24 tuổi đến 25 tuổi luôn. Nhanh quá anh ạ. Cố lên, chạy đến 25 tuổi, cố lên. Ok. Rồi, hôm nay thì anh đang làm việc ở một phòng gọi là bưng bê cà phê. Bưng bê cà phê đây là anh mang đồ cho sếp. Rồi, wow, sếp của anh xinh ơi là xinh luôn đấy. Hãy đưa đây cho tôi cốc cà phê. Wow, hơi nóng đây nha. Tôi thấy là hơi nóng đây nha. Cậu đi pha cho tôi một cốc cà phê khác đi. Mà thôi, tốt nhất là cậu nghịch việc luôn đi. Bởi vì ấy, cậu là làm thì không được việc, mà trong khi đấy cái pha cà phê thôi ngày nào cậu cũng làm mà nó bị nóng quá đi mất thôi à. Hà Sam có biết lúc đấy anh có suy nghĩ gì trong đầu không? Chắc là anh sẽ về nhà không ướt hết gối. Không, một lúc đấy anh suy nghĩ ở trong đầu, một là sẽ dọn sạch chỗ cà phê đi. Hai là đừng đánh cô ấy một trận. Rồi anh ơi, không được đánh phụ nữ đâu. Nếu mà ai con trai mà đánh phụ nữ là một hành động không tốt một tí nào hết, không quân tử đâu. Lúc đấy anh trẻ trâu. Thế thôi anh chọn là dọn sạch cà phê nhá. Mặc cho cô ấy mắng chửi anh vẫn dọn sạch cà phê. Tại vì mình là làm công ăn lương mà. Đúng rồi. Cố gắng làm việc có tiền. Thế là anh lại đến tuổi 27 luôn. Bây giờ nhảy cóc thôi. Từ 24 lên 25, 25 lên 27 luôn Hà Tam ạ. Đúng rồi. Mà 3-4-5 vẫn mặc bộ quần áo đây thôi. Rồi. Hôm nay anh vẫn làm công việc ở quán cà phê đấy. Ôi trời ơi, đau bụng quá em ơi. Bây giờ chọn đi vào nhà vệ sinh nam hay là về nhà vệ sinh nữ? Anh ơi, anh là con trai hay con gái? Là con trai. Nhưng mà nhà vệ sinh nam thì bây giờ đang rất chật kín rồi. Vào nhà vệ sinh nữ đi anh ạ. Thôi, ai lại vào nhà vệ sinh nữ? Nhất thì... Giác quần. Rồi, chọn nam. Rồi, có ai không ra đi ra nhường chỗ cho tôi, nhường chỗ cho tôi. Úi dồi ôi, có người thật. Ôi, em biết ngay mà. Ấy ơi, cậu ơi, cậu đi trong chưa? Cậu ra đi để cho tôi vào. Tôi buồn quá rồi. Ê, cậu cứ từ từ một tí hay là cậu chọn cái chỗ nào ngoài đấy ngồi được, cậu ngồi luôn đi. Ngoài này còn chỗ nào đâu, còn có mấy cái bồn để đi tiểu kìa. Tôi thì chọn cái bồn đi tiểu cũng được. Rồi, 29 tuổi rồi, Hà Sam ơi. Anh có tiền mua xe hả anh? Wow. Ui, hai con xe cho anh lựa chọn này. Anh ơi, con xe trắng rất là mạnh mẽ, mà con xe đen thì rất là ngầu anh ạ. Xe xanh. Xe xanh này hình như là lấy tưởng cho con cá mập ấy các bạn ạ. Ủa, anh ơi, khoan. Anh nhìn xuống bên dưới một tí anh ơi. Cái xe xanh này là anh có giá là bao nhiêu mà em thấy nó nhiều số không quá, em chẳng đếm được. 100.000 đô. Còn 100.000 đô. Còn cái xe trắng là 150.000 đô. Nhưng mà em không phải lo đâu, tại vì anh chịu khó đi làm từ năm 21 tuổi. Đến giờ 27 tuổi rồi anh đã tích cóp được rất nhiều tiền. Bây giờ việc của anh là chỉ lựa chọn xem xe nào đẹp, xe nào xấu. Ôi, đang đứng như này này. Để chọn, để suy nghĩ xem chọn xe nào. Ôi trời ơi, xe nào đẹp đây? Anh nhìn thấy cái xe màu trắng cái là hợp với anh ấy, hợp với cái áo trắng của anh đấy. Anh ơi, hình như ấy là cái xe trắng này là lần trước ấy bạn gái anh ấy là cũng theo bạn trai mới là cũng đi xe trắng hay sao anh ạ? À? Thế thì anh lại càng phải mua xe màu xanh. Vậy là anh Gấu Đỏ mong manh chọn con xe màu xanh. Anh
chở em tròng trành trên con đường mới toanh. Thơ 30 của anh này. 30, wow, anh ơi 30 là anh già rồi đấy anh ạ. Anh mà chưa lấy vợ là anh già rồi. Thôi anh quyết định ở vậy nhưng anh không bao giờ lấy vợ. Có kia mới là con nào ta bon bon luôn. Gặp bạn gái của anh nè. Bây giờ cái ông này không có ô tô nữa. Ê, đừng có đuổi theo tôi. Cái lúc mà tôi không có gì cô bỏ tôi. Bây giờ tôi có một chút tình quả cô lại định đòi đi ké à? Lâu 31 tuổi rồi, già quá rồi. Mà tại sao anh ơi, suốt từ bao nhiêu năm, từ năm 20 mấy tuổi đến năm 31 tuổi, anh vẫn mặc một cái áo trắng mà nó thành màu cháo lòng như vậy hả anh ơi? Nó hôi lắm anh ơi. Anh tiết kiệm tiền để mua ô tô, chứ còn quần áo thì không cần thiết lắm. Nó chưa rách nhưng chưa phải thay. Tiếp tục nào. Bây giờ là anh muốn rủ nhà luôn. Anh có nhà không? Tại vì anh chịu khó lao động chăm chỉ, có nhà, có xe, có tương lai. Đúng rồi các bạn ơi, lúc trẻ là mình phải chú trọng đến việc học hành, và lớn lên thì mình phải chăm chỉ làm việc thì mới có thành quả mà mới có cuộc sống tốt đẹp được, đúng không các bạn? Đúng rồi, anh nghĩ là chúng mình luôn phải chăm chỉ ngay từ bây giờ. Quét dọn sân, rửa bát, lau nhà cho bố mẹ, thì bố mẹ sẽ thưởng cho mình. Đúng luôn. Hồi nhỏ thì rửa xe cho bố mẹ, bây giờ lớn rồi có xe riêng rồi thì phải rửa xe cho mình. Cái máy rửa xe này của anh nó cái máy rửa xe này nó mạnh quá. Anh ơi cái xe này chắc là anh chui vào đâu hay sao mà anh nó dính đầy bùn và đầy đất hay đá. Anh lấy cái xe này anh đi chở rác hả anh? Em nói thế nào, cái xe đẹp như thế này anh lại đi chở rác? Tại vì em thấy mùi nó hôi hôi mà nó lại còn nhiều cái vết bẩn ố như thế này, chắc là chui từ trong máy rác ra rồi. Anh để cửa lâu ngày không đi nên là nó bụi thôi, tại vì không có tiền đổ xăng. Có xe nhưng mà không có tiền đổ xăng các bạn ạ, cảm giác cũng hơi buồn. Rồi, gần sạch rồi. Nếu mà có tiền thì anh đã mang xe ra tiệm rửa xe rồi. Không có tiền nên là phải tự rửa thôi Hà Tham ạ. Ấy chà, bên này, ui ôi, có bạn nào vẽ bậy à? Bẩn hết cả xe của anh à, nhìn này. Đó. Mới thể hiện những cái hàm răng cá mập này ra thì mới chuẩn này. Rồi. Đẹp chưa? Wow, xong rồi. Các bạn hãy chờ xem tuổi 32 của Gấu Đỏ có những điều gì xảy ra nha. Còn bây giờ video của Gấu Đỏ đã dài rồi. Bye bye các bạn.